Tiếp tục khui thùng sản phẩm HP lớp 14 inch, tùy chọn văn phòng Core i3 RAM 4GB và 5GB cơ bản và ổ cứng SSD 128GB. Mình sẽ nâng cấp lên ổ RAM 8GB miễn phí cho anh ạ. Con này là cơ bản nó Windows 10 S1. Nó khi mình sẽ phải switch sang Windows 10 Home. Vẫn là bản quyền mình được. Đây, có cái tem này. Đó, lần này. HP là hai tem, nó như bị phép. Rồi. Xoay cái rèm này tối nhỉ? Tối quá. Anh đã lấy mấy bản VLAN chưa nhỉ? Chắc mình chỉ biết đâu rồi nhưng mà đây là lần đầu này. Chắc phải qua lâu rồi, chắc mình phải mấy năm. Anh biết qua là qua qua lâu lên. Qua Face. Đúng. Bên dòng cao cấp ấy, thì chỉ chuyên về Dell IPS, bên Lenovo IPS có X1 carbon thì cái dòng đấy thì khách hàng trộn hơn hơi thì ít. Dòng đấy thì bên cũng chỉ dòng chủ động dạng 13 inch xong rồi xoay gập thôi. Lenovo Yoga Dell cũng có dòng được 360 độ. Số quay là nó chuyên về mấy cái bảng mặt kính rời luôn. Cái Type C này thì có xuất được cái gì không? Được. Nhưng mà chắc là nếu mà dùng phòng xuất được hay mài thì cái chuẩn đo thức nó phổ thông hơn. Máy văn phòng của mình bên em đang bán nhiều. Chớm dịch là nhu cầu về văn phòng học tập công việc cơ thứ này nhiều. Hi there, I'm Cortana and I'm here to help. Anh ở gần đây, vừa anh thấy gọi. Và đời mới nó bo cạnh cũng mỏng. Nhưng mà dòng thấy là cái tầm huấn viên mỏng này thì phải khoảng 15 trở lên. Cái này nó ok, mỏng gọn. Thiết kế mặt mỏng thì ok. Nhiều con nhìn nó dày quá, nhìn nó thô. 12 con lặng, cái máy nó nặng này thôi. Cái này là 14 inch mà nếu mà muốn cái thiết kế mặt cũng chắc phải dày như 15. Tầm 15, cái dày nó dày bên dưới. Anh đặt tên người dùng là gì ạ? Là cho mình là Mr. Visu. Dùng là không, Miss Visis. Cái này nó cũng có đèn nền nữa.